1.000 năm trước, Bạch Mi Chân Nhân, tổ sư sáng lập môn phái Thục Sơn, đã phong ấn lão tổ Ma giáo Lăng Phong. Thân xác Lăng Phong tiêu tán, nhưng nguyên khí của hắn thì không rõ tung tích. 500 năm sau, Bạch Mi Chân Nhân đột phá quá thần, phi thăng lên thượng giới. Trước lúc ấy, Bạch Mi Chân Nhân nói với hậu duệ của Thục Sơn rằng 1.000 năm sau khi Thục Sơn lập phái sẽ có một kiếp nạn. Bạch Mi Chân Nhân biến pháp khí Kinh Hạo Thiên mình đang sở hữu thành song kiếm Tử Thanh, chọn ra đệ tử nam nữ để cùng tu hành, tu luyện đến mức song kiếm hợp bích, bảo vệ phái Thục Sơn thoát kiếp nạn này. Thục Sơn hay Ma Kiếm. Đạo hữu Lục Bào, hai ta đã ngăn chặn đối phương lên đỉnh Nguyên Anh nhiều năm nay. Bất lực thay xiềng xích của đất trời, khốn đốn của đạo. Giờ đây thọ nguyên của chúng ta chỉ còn hơn 300 năm. Trận chiến hôm nay vẫn chưa biết được ai có thể đột phá cảnh giới quá thần đâu. Nực cười. Từ khi sinh ra ta đã được trời đất bảo vệ, chưa đầy 10 tuổi không thầy đã thông tỏ mọi thứ, tự lập ra đại viên thần hồn quyết. Chưa tròn 100 tuổi đã đạt mức Nguyên Anh. Đạo sĩ ngươi sao có thể đấu lại được? Trận chiến hôm nay ngươi hãy giúp ta đột phá cảnh giới quá thần. Đại viên thần hồn quyết. Ra chiêu hay lắm. Biên giới Thục Sơn. Lại tại ngươi. Nếu không phải vì ngươi thì ta đã bắt được con linh thú địa giới đó lâu rồi. Còn mày đặt cẩu đảng nữa. Cẩu đảng đi đâu đấy? Cẩu đảng. Lão tổ lập phái Bạch Ni chúng ta đã nói đại nạn nghìn năm sắp tới, mà gần đây lão tổ Đông Thái của Luyện Hồn Tông đã thuận lợi tiến vào đỉnh Nguyên Anh. Còn phái chúng ta thì sư tổ mất tích nhiều năm, chúng ta đều chỉ ở cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ. Đúng thế. Huống chi song kiếm Tử Thanh này mãi không thể kết hợp lại, phải làm thế nào mới được đây? Đại hội tu chân sắp đến, nên để Ly Nhi và Dân Nhi đến cốc U Minh ở biên giới Thục Sơn ta nhận lễ rửa tội của thập vạn cương khí để nâng cao tu vi. Bích Giao tiên tử nói rất có lý. Quả giảng liên, quả thánh chữa bệnh ngoài biên giới Thục Sơn ta cũng đã sắp chín rồi. Chi bằng để chúng xuống núi hái về, tiện thể bồi dưỡng tình cảm. Thế nào? Bái kiến sư tôn, bái kiến trưởng giáo. Mạc Ly, Châu Khinh Dân nghe lệnh, đại hội tu chân sắp diễn ra. Ngay ta ra lệnh cho hai con đến biên giới Thục Sơn luyện tập kiếm pháp, nâng cao tu vi, nhanh chóng kết hợp song kiếm Tử Thanh. Đồng thời hái quả giảng liên, thánh dược chữa bệnh của phái ta dày. Xin tuân theo ý sư tôn, xin tuân theo ý trưởng giáo. Ôi trời đất ơi, cái lưng của ta. Người đúng là đồ chỉ có phá là giỏi. Đại ca, đồ tốt kìa. Loại quả này vừa nhìn là biết không tầm thường. Cậu đảng, mũi của người lợi hại thật. Phương trộm cắp nơi nào? Đến cướp linh quả Thục Sơn ta.
Ai đấy? Tại hạ là Mạc Ly của phái Thục Sơn. Đây là Châu Khinh Vân, sư muội của ta. Loại quả đạo hữu đang cầm có tên Giảng Liên, là thánh vật trị thương của Thục Sơn chúng ta, cực kỳ quý hiếm. Mong đạo hữu trả lại để bọn ta quay về phục mệnh. Đại ca, không phải là của họ thật chứ? Im đi. Bảo vật này vốn là ai đến trước sẽ là của người đó. Đồ vô lại, đưa quả Giảng Liên đây. Này, sao cô lại mắng người thế? Thôi, đừng nói ông đây vô lý. Thế này đi, bây giờ cô qua đây hôn ta một cái thì ta sẽ trả lại quả này cho cô. Ngươi, đến đây, đến đây đi. Đến đây đi chứ. Ta giết ngươi. Đại ca, Nghiêm Nhân Anh, đưa linh quả cho họ đi. Sư tôn, đa tạ tiền bối. Song Kiếm Tử Thanh xin đa tạ tiền bối. Nếu có ghé Thục Sơn, chúng giảng bối sẽ nhiệt liệt nghênh đón. Coi như lần này ta thua. Châu Khinh Vân phải không? Ta nhớ rồi đấy. Ngày gặp lại sẽ là ngày ngươi ra đi. Nghiêm Nhân Anh, người con vừa gặp là Song Kiếm Tử Thanh của Thục Sơn. Với cảnh giới hiện tại, còn có thể đấu lại họ không? Đại hội tu chân sắp diễn ra. Đây là bùa để đến Thục Sơn. Ai có linh phù này thì có thể đến Thục Sơn tham gia đại hội. Chỉ là đại hội tu chân thôi, sao mà nhiều người thế này? Không cho dùng pháp khí hay tiên quyết thì thôi, vậy mà còn không cho ta bay cơ. Này này này, đại ca, mau lấy linh phù ra đi. Người ở đâu ra? Chỉ cầm một tấm bùa chớ dẫn đã muốn vào đại môn Thục Sơn ta. Tưởng bổn tiểu thư ta là đồ ngốc à? Tiên nữ tỷ tỷ, đây không phải là bùa chớ dẫn gì đâu. Cái con nhóc này, tuổi gì mà dám nói chuyện với ông đây như thế hả? Nhìn kỹ tấm linh phù này đi. Linh phù này được ta tu luyện 7-7-49 ngày rồi ngưng tụ lại. Kẻ nào to gan như thế, dám gây chuyện trước cửa Thục Sơn? Cung nghênh đại sư huynh, đại sư tỷ. Ôi chà chà, đây chẳng phải là Song Kiếm Tử Thanh nổi tiếng sao? Thất lễ rồi. Chẳng phải ta chỉ sợ cho cô nương quý nhân mau quên, nên đích thân đến nhắc nhở. Cô còn nợ ông đây một nụ hôn đấy sao? Tên háo sắc, dám tự tìm đến. Hôm nay ta sẽ thử tu vi của ngươi. Song Kiếm Tử Thanh cũng chỉ thế thôi. Đại ca, cẩn thận. Ai dám bắt nạt đồ đệ của ta? Sư tôn, không hay rồi. Cảm giác chèn ép cả cảnh giới đỉnh nguyên anh này. Hiện tại chỉ có ba người đạt tới. Lão tổ Thiên Kiếu và lão tổ Lục Bào đã biến mất trăm năm nay. Lẽ nào là lão tổ Đông Thái của Luyện Hồng Tông? Đại hội tu chân mời cao thủ đến từ khắp thiên hạ. Lẽ nào phái Thục Sơn lại đón khách thế này sao? Cung nghênh lão tổ Lục Bào. Cung nghênh lão tổ Lục Bào.
Miễn lễ hết đi. Sư tôn, người phải trút cục tức này cho anh Nhi, nhất là cô ta. Nhi Nhi, không được hỗn xược. Lạ thật, sao hơi thở của người này lại quen thuộc như vậy? Lần này lão tổ đến đây thì phải ở lại thêm mấy ngày nhé. Đạo hữu vô tâm, sao hôm nay sư tôn lại có vẻ yếu ớt thế nhỉ? Lần này lão phu đến, thật ra là vì có chuyện cần bàn bạc với trưởng giáo Vô Minh. E là không có thời gian để quản tên đồ đệ hư đốn này. Mong các vị đạo hữu thông cảm cho. Lão tổ khách sáo rồi. Tiểu đạo hữu thông minh nhanh trí, rất có phong thái của lão tổ. Nếu tiểu đạo hữu không chê, thì có thể cùng so tài với đệ tử phái ta, để chúng mở mang tầm mắt, học hỏi công pháp tuyệt thế của lão tổ. Ngươi có câu này của ngài thì lão phu yên tâm rồi. Lão phu đột nhiên buồn ngủ, không tâm sự thêm với các vị đạo hữu nữa. Cũng phải, vậy chúng ta cáo từ trước. Lão tổ nghỉ ngơi nhé. Anh Nhi, ngày thường con nghịch ngợm bướng bỉnh, giờ đang ở trong phái Thục Sơn, còn phải bớt lại đi. Có thời gian thì lo mà tu luyện luân hồi thần hồn quyết đi. Sư tôn, con vẫn luôn cố gắng nâng cao tu vi của mình mà, nhưng luân hồi thần hồn quyết của con không hiểu sao đến tầng 5 là đứng lại. Con thường xuyên đầu đau như bú bổ, kích thích thẳng đến thần hồn, nên mãi mới không có thêm bước tiến mới. Sư tôn, con cảm thấy toàn bộ kinh mạch đều đã thông suốt. Sư tôn, sư tôn, con để bữa sáng đến cho ngài đây. Sư tôn, sư tôn. Đại ca, huynh không mang cái này cho sư tôn sao? Sư tôn không biết đi đâu mất rồi, ta không tìm được. Điều cơ bản của tu đạo là tâm trai tọa vọng, không làm phiền hai vị tu luyện chứ? Không có, không có. Người tên gì? Uông Chấn Cường. Cô có chuyện gì thế? Thân phận lão tổ lục bào cao quý, nên ta được lệnh đến thăm hai người. Nếu có việc gì thì cứ nói với ta nhé. Không cần gì cả. Ấy đại ca, cô tìm sư tôn giúp bọn ta với. Hả? Đại sư huynh, không sao chứ? Thế nào? Có lẽ vì gần đây chúng con tu luyện quá độ, nên linh lực đã tiêu hao quá nhiều. Dân Nhi, chúng ta làm lại lần nữa đi. Đại sư huynh. Uyển Uyển bái kiến sư thúc tổ. Đại sư huynh, đại sư tỷ. Đại sư huynh, Uyển Uyển có chuyện muốn nhờ huynh giúp được không? Nói đi, có chuyện gì thế? Đại sư huynh, vị Uông đạo hữu này không tìm được sư tôn của mình nữa, huynh có thể nói nhị sư huynh tìm giúp không? Sư tôn của ta, tên lừa đảo toàn nói xạo, làm gì có ai không tìm được sư tôn của mình chứ? Cùng lắm chỉ là tên tùy tùng. Cô, Dân Nhi, không được làm bậy. Được rồi, ta sẽ phái người đi tìm. Cảnh Ngọc. Đại sư huynh, sư tôn của Nghiêm đạo hữu đi đâu mất rồi? Chấp pháp đường của sư đệ có nhiều đệ tử, hơn nữa lại làm được việc, liệu có thể giúp đỡ tìm kiếm không?
Nếu đại sư huynh đã nói thì Cảnh Ngọc sao dám không nghe theo. Lão tổ, cả Thục Sơn đều đang đi tìm ngài. Ngài đã đi đâu thế? Lão phu có chuyện quan trọng cần xử lý nên mới tạm thời rời Thục Sơn. Không giấu gì ngài, hôm nay lão phu đến đây là có chuyện cần nhờ. Có chuyện gì thế? Thọ nguyên của lão phu sắp hết. Nghe nói cỏ kiếm linh cửu huyền của Thục Sơn có thể kéo dài thọ nguyên, mong đạo hữu tặng cho để lão phu có thể sống tiếp. Không giấu gì lão tổ, cỏ kiếm linh cửu huyền này vẫn chưa đủ lớn. Đạo hữu vô minh, sư huynh, cỏ kiếm linh cửu huyền bị trợ mất rồi. Cái gì hả? Sư tôn đi đâu được chứ? Nhân anh, cậu đảng, sao thế? Tìm được sư tôn chưa? Sao đấy, mau nói đi. Không tìm thấy người, nhưng dường như ta cảm nhận được một chút hơi thở sót lại của lão tổ lục bào ở cấm địa Thục Sơn. Đại ca, này, vậy thì cũng không thể chắc chắn đó là sư tôn của ngươi đâu. Sư tôn, sư tôn, sư tôn, sư tôn. Đại ca, xông vào cấm địa Thục Sơn là tội nặng đó. Tránh ra, sư tôn. Giỏi cho nghiêm nhân anh nhà ngươi. Đại hội tu chân sắp bắt đầu, chấp pháp đường ta điều động toàn bộ đệ tử tìm sư tôn cho ngươi, mà ngươi thì lại nhân cơ hội trộm báu vật Thục Sơn ta. Lão tổ lục bào gì mà lại dạy được một tên đồ đệ không ra gì thế này? Giao cỏ kiếm linh cửu huyền ra ngay. Cỏ kiếm linh cửu huyền gì chứ? Ta chưa từng nghe đến. Thả ta ra. Không nói phải không? Tốt lắm. Đưa hai tên này đến địa lao quả diệm, ra tấn nghiêm khắc bằng 18 dụng cụ của đô thiên, xem có khai ra không. Dân nhị sư huynh, khoan đã, nhị sư huynh, lúc nãy hai người họ với muội làm gì có thời gian đi trộm cỏ kiếm linh cửu huyền. Sư muội à, dù muội có là con gái trưởng giáo cũng không thể nói chuyện không chứng cứ, làm trái luật gì tình riêng. Dẫn đi. Cung nghênh đại sư huynh, đại sư tỷ. Cảnh Ngọc, chuyện gì thế? Hắn ta trộm cỏ kiếm linh. Ta không có. Này, chuyện này không thể coi thường được. Ta thấy hiện tại cũng có phân biệt đúng sai. Dân nhi, chúng ta về bẩm báo sư tôn rồi hãy quyết định. Khoan đã, đại sư huynh, muội thấy chuyện này không đơn giản. Chờ muội dùng đại pháp soát hồn xem, muội không tin hắn có thể giấu điều gì. Cô dám? Đại ca, sư muội, hắn giấu cỏ kiếm linh ở đâu? Dân nhi, dân nhi, đại sư huynh, hắn ta không trộm cỏ linh kiếm cửu huyền. Đại ca, đây là cách Thục Sơn đối đãi với khách, coi như ta chứng kiến được rồi. Ngươi, đại ca, đại ca, sư tôn, cỏ linh kiếm cửu huyền đây. A Tứ, làm tốt lắm. Thọ nguyên của sư phụ sắp tận, cỏ linh kiếm cửu huyền chưa lớn hẳn này cũng chỉ có thể kéo dài vài tháng thọ nguyên. Tiếp theo phải làm gì? Chắc không cần sư phụ dặn dò nữa. Sư tôn yên tâm, đối với A Tứ, sư tôn như người đã ban cho mạng sống thứ hai. Chỉ cần vì sư tôn, dù phải hy sinh tính mạng, A Tứ cũng không tiếc. Nguyễn Nguyễn, đã tìm được tên lấy trộm cỏ tiên của Thục Sơn các cô chưa? Còn sư tôn của ta nữa, rốt cuộc đã tìm ra chưa?
Hôm cỏ tiên bị trộm, cha ta đang bàn chuyện quan trọng với sư tôn của huynh. Lúc này chắc đã rời khỏi Thục Sơn. Yên tâm đi, tốt quá. Còn về Linh Thảo thì nghe đại sư tỷ nói, kẻ trộm có bùa ẩn thân của cao thủ Nguyên Anh kỳ, rất khó để truy bắt. Được đó cậu đảng, thì ra ngươi lợi hại như thế. Ai đấy? Lão hủ, lâu lắm rồi chưa được ăn món ngon như vậy. Thục Sơn chúng ta sau này có phúc rồi. Lão tiền bối, ông ăn xong là chạy vậy đó hả? Cũng không để lại cái gì sao? Này, đó là thiên kiếu của phái Thục Sơn chúng ta đó. Thiên kiếu gì chứ, ta chưa nghe bao giờ. Này, người đó là cao thủ đã chiến đấu với sư tôn mà vẫn không phân được thắng thua vào 300 năm trước. Trận chiến đó chấn động cả linh giới, còn chém đứt một phần lớn của đỉnh Nam Sơn. Sau này để kỷ niệm trận chiến không ai bị được đó, mới cứ cách 60 năm lại tổ chức đại hội tu chân một lần. Này cậu đảng, trán của ngươi. Này Quyển Quyển, Quyển Quyển, cha sư bá sư thúc, lão tổ thiên kiếu hiện thân, còn nhận đệ tử chân truyền. Đại ca, bọn ta đâu có làm gì đâu. Sư đệ sư muội, nhìn thấy chưa, sư tổ không hề phụ Thục Sơn, thì ra đây chính là đệ tử chân truyền của sư tôn. Hay, hay lắm. Sư bá tổ, người này sao có thể là đệ tử chân truyền của sư tổ thiên kiếu được? Cô đang xem thường người khác đấy à? Đúng thế. Không cần nhiều lời, sao sư tổ có thể nhìn sai được? Sư đệ, nào, mau bái kiến sư huynh sư tỷ đi. Sư huynh, sư tỷ, sư tôn của ta đang ở đâu thế? Đừng vội, sư huynh đã hơn trăm năm chưa gặp sư tôn đấy. Ô, ngốc à, không phải huynh đã gặp rồi sao? Chính là cái người ăn gà quay hôm đó ấy. Gà quay? Sư tôn, ý của U sư tổ là sư tổ thiên khiếu thích ăn gà quay. Ồ đúng rồi, sư tôn thích ăn gà. U sư tổ, thật ra tại hạ ngưỡng mộ song kiếm tử thanh của Thục Sơn lâu lắm rồi. Lần này đến đại hội Thục Sơn, thật ra điều quan trọng nhất là muốn so tài với song kiếm tử thanh. Không biết U sư tổ có thể cho giảng bối cơ hội quyết định thắng thua với Châu Khinh Dân không? Ca, đương nhiên là được rồi. Đúng không sư huynh? Hay lắm, người trẻ tài cán phải so tài với nhau. Dân Nhi, đấu với vị đạo hữu này đi. Dân. Châu Khinh Dân à, cho ta chứng kiến lại cách đối đãi với khách của Thục Sơn cô đi. Sư muội, ta giúp muội. Song kiếm tử thanh chúng ta luôn hành động cùng nhau. Ta và sư muội cùng ứng chiến. Tới đi. Hai đấu một không công bằng. Để ta giúp vị đạo hữu này.
Lúc nãy tình huống cấp bách nên đã đắc tội, mong cô nương bỏ qua. Được một vị đạo hữu túng túi như vậy giúp đỡ, ngã tên mấy lần cũng chẳng sao. Các phái tập trung đầy đủ, sao có thể thiếu mỗi luyện hồn tông của ta được? Luyện hồn tông? Lão tổ Đông Thái, lão tổ Đông Thái, đến Thục Sơn chúng ta có chuyện gì? Không cần nhiều lời. Các đệ tử nghe lệnh, lấy ta là trung tâm trận pháp, tạo thành đại cửu thiên nguyên dương trận, phải bảo vệ các môn phái. Chân. Các đạo hữu, bảo vệ Thục Sơn. Sông kiếm Tử Thanh, đi theo U sư đệ tìm sư tổ Thiên Kiếu. Hai người đi theo ta. A Tứ, Thu Hoàng, đuổi theo. Dân. Cậu Đảng, để không sao chứ cậu Đảng? Cao thủ Nguyên Anh kỳ này đúng là lợi hại, không ngờ phép dịch chuyển không gian này lại có uy lực như vậy. Sư tôn, sư tôn. Cậu Đảng, ngũ hành Diêm La kiếm quyết. Thu Hoàng, đi thôi. Đồ đệ ngoan. Sư phụ biết Thục Sơn có kiếp nạn này, nên đã dùng linh lực còn lại để tạo ra linh phù này cho các ngươi. Chỉ có thể giải dây một lần, nhưng Thục Sơn vẫn còn kiếp nạn lớn hơn nữa, vẫn phải nhờ sông kiếm Tử Thanh phá giải. Ta chỉ có thể giúp sông kiếm Tử Thanh, sông kiếm hợp nhất trong thời gian ngắn, nhưng nó cũng chỉ là sức mạnh bên ngoài. Nếu không đến mức không còn cách nào khác thì không được thử. Đồ nhi, chỉ cần có ấn ký này thì sư phụ sẽ luôn ở cạnh bên con. Sư tôn, sư tôn, sư tôn, sư tôn. Trưởng lão, sư tôn, tên già kia tiếp chiêu đi. Tử Hà thần lôi, Tử Hà thần lôi, mạnh tay thật đấy. Cái tên gió thiên kiếu kia sao còn chưa chết nữa? Sư tôn, sông kiếm hợp bích, ly nhi chân nhi. Sư tôn, con ly nhi, con còn chờ gì nữa? Mau đi đi, đi. Này, hai người các ngươi, bây giờ qua đó là đi nạp mạng đấy. Có thể cứu mạng mọi người, cho khuyên dân ta có chết cũng không uổng. Này, cậu Đảng, Nguyễn Nguyễn, chúng ta đi thôi. Đại ca, giờ đệ đã là đệ tử Thục Sơn, đương nhiên phải sống chết cùng Thục Sơn. Đệ không đi. Đệ, cậu Đảng à, đệ chỉ chưa vào Thục Sơn mà đã coi họ như người nhà rồi à? Được, các ngươi đều không đi đúng không? Ta đi. Đại ca, luân hồi thần hồn quyết. Sư đệ, mặc dù mới nhập môn, nhưng khi Thục Sơn gặp nguy, đệ đã dũng cảm đứng ra chiến đấu. Có vẻ mắt nhìn người của sư tổ không tệ, cảnh giới có thể tu luyện, nhưng tấm lòng lương thiện là thứ hiếm có nhất. À, thật ra ta cũng không giúp được gì. Có thể giải mối nguy cho Thục Sơn thì công lao lớn nhất là của đại ca ta, Nghiêm đạo hữu. Lần này người đã giúp Thục Sơn thoát nạn, không chỉ là ân nhân của phái ta, mà còn là của cả linh giới. Nếu đạo hữu không chê, có thể làm trưởng lão khách khanh của Thục Sơn không? Đa tạ Nghiêm đạo hữu đã cứu Thục Sơn và linh giới. U sư đệ đã nhập môn lão tổ Thiên Kiếu, từ hôm nay sẽ ở lại Thục Sơn tu luyện cùng sư huynh Võ Tâm. Trong thời gian này, mong đạo hữu hãy ở lại Thục Sơn yên tâm dưỡng thương. Trưởng giáo, sư tổ, lần này nếu giây phút then chốt không có Nghiêm Nhân Anh cùng đệ tử và cả đại sư huynh đánh cược bằng cả tính mạng, thì e là chúng ta đã chết cả. Trưởng giáo sư đệ, lần này Ly Nhi dùng kiếm quá độ đã ảnh hưởng đến tử phủ. Ta đã dùng quả giảng liên để giúp nó ngăn vết thương phát tác, nhưng trong vòng trăm năm không được dùng linh lực.
Song kiếm tử thanh thiếu mất kiếm tử dĩnh, Thục Sơn ta gặp nguy rồi. Đúng thế, Trưởng giáo sư huynh, chuyện này đúng là khó giải quyết. Ly Nhi, các đệ tử nghe lệnh. Mặc dù bây giờ đã đẩy lùi được Luyện Hồn Tông, nhưng đại nạn nghìn năm của Thục Sơn sắp tới, đến giờ vẫn chưa tìm được chủ nhân của kiếm tử dĩnh. Để đảm bảo thiên hạ thái bình, hôm nay bổn tọa tuyên bố công khai tuyển chọn người kế thừa kiếm tử dĩnh trong cấp linh giới, mong người có khả năng sẽ giúp Thục Sơn ta phá giải đại nạn nghìn năm. Dân sư tổ, từ nhỏ đến lớn, hàng ngày con và sư muội đã phải vất vả tu luyện, chỉ để có một ngày có thể hợp ích thành công, phá giải đại nạn nghìn năm của Thục Sơn. Trận chiến với Đông Thái này, mặc dù hợp ích thất bại, nhưng cũng coi như Ly Nhi đã hoàn thành nhiệm vụ đẩy lùi Luyện Hồn Tông. Sư tôn, hãy cho Ly Nhi thêm một chút thời gian, Ly Nhi nhất định có thể hợp ích thành công. Sư tôn, xin người hãy cho Ly Nhi thêm một cơ hội nữa. Sư tôn, không được, ta không thể không có kiếm tử dĩnh, ta không thể không có kiếm tử dĩnh. Hai vị sư thúc tổ, xin hãy cầu xin sư tôn giúp con, giúp con cầu xin sư tôn được không? Hãy cầu xin sư tôn giúp con cầu xin sư tôn đi. Cầu xin hai người giúp con cầu xin sư tôn. Không nhắc đến việc ngươi lùi bước khi lâm trận, ai nói đỡ cho Mạc Ly, lập tức lôi vào chấp pháp đường, cấm túc 49 ngày, xoay mặt vào tường để sám hối cho bổn tọa. Sư đệ à, nếu bây giờ cưỡng ép lấy kiếm tử dĩnh ra, thì e là khó lòng giữ được tính mạng của Ly Nhi. Chúng ta nên chờ nó dưỡng thương xong rồi hãy nộp lên thì tốt hơn. Người đâu, đưa Mạc Ly xuống, đợi vết thương của nó hồi phục rồi nộp kiếm tử dĩnh lại. Đừng mà sư tôn, sư tôn, đừng mà sư tôn, sư tôn, sư tôn, sư tôn, sư tôn. Từ nhỏ đến lớn, Ly Nhi chưa từng làm người thất vọng. Người cho Ly Nhi thêm một cơ hội nữa đi, Ly Nhi nhất định sẽ siêng năng tu luyện, làm xong kiếm tử thanh hợp ích hoàn hảo. Sư tôn, Ly Nhi sinh ra không phải để quá giải đại nạn nghìn năm của Thục Sơn sao? Ly Nhi không phải là người được chọn của kiếm tử dĩnh sao? Tại sao mọi thứ lại đột nhiên mất hết thế này? Sư tôn, người nhẫn tâm bỏ rơi Ly Nhi sao? Sư tôn, sư tôn, sư tôn, người không thể bỏ rơi Ly Nhi. Sư tôn, bẩm sư tôn, nếu đã chưa thể quyết định người thừa kế kiếm tử dĩnh, thì trong thời gian này đồ đệ và các đệ tử chấp pháp đường sẽ nghiêm ngặt tăng cường bố trận ở khắp Thục Sơn. Thôi được rồi, lui xuống hết cho ta. Lẽ nào đây chính là thứ đã thu hút ta nhiều năm nay sao? Không ngờ nó lại có thể khiến linh lực của ta quá thành thực thể. Cuối cùng ngươi cũng đã đến, ta đã chờ ngươi nghìn năm rồi. Rốt cuộc ngươi là ai? Dùng xong kiếm tử thanh để phá giải phong ấn thì mọi thứ sẽ sáng tỏ thôi. Ngươi nói thì dễ lắm, xong kiếm tử thanh là thần khí của Thục Sơn, đâu phải là thứ ta muốn lấy là lấy. Ngươi chỉ cần lấy được một thanh, ta sẽ truyền cho ngươi ngũ hành nghịch chuyển quyết, hỗ trợ thêm cho dạng vật trùng sinh quyết của ngươi. Như vậy thì có thể cưỡng ép kêu gọi thanh kiếm còn lại đến. Tại sao ngươi lại biết dạng vật trùng sinh quyết do ta tạo ra? Vết thương thế nào rồi? Vết thương nhỏ này không đáng nhắc tới đâu. Cô xem đi, này vết thương của ngươi. Ta thấy cô cũng thú vị đấy. Rõ ràng là một cô gái yếu đuối, nhưng lại suốt ngày nhắc đến chuyện giải cứu chúng sinh. Cô để nam tử hán chúng ta đi đâu rồi? Chuyện này không liên quan đến nam nữ, đây là sứ mệnh song kiếm tử thanh đem lại. Có điều,
Linh giới này nhiều cao nhân như thế, làm gì cần con gái như cô đến cứu. Cô xem mình đi, sắc mặt tiều tụy, gầy như que củi vậy. Ý của ta là cô phải chăm sóc tốt cho bản thân đã, thế mới có sức để cứu chúng sinh. A Tứ, Thu Hoàng, Sư Tôn, tại sao người lại ở đây? A Tứ, sư phụ không sao. Hai con đi truy sát mấy kẻ kia, tại sao sau đó lại không quay lại giúp đỡ? Thái Thượng Trưởng Lão, hôm đó không ngờ Lão Tổ Thiên Kiếu lại đột nhiên xuất hiện, giết sạch đệ tử Luyện Hồn Tông ta. Nếu không nhờ tông chủ phản ứng nhanh, thì có khi hai chúng con cũng đã chết ở đó. Cái tên Thiên Kiếu này sao vẫn chưa chết? Sư Tôn yên tâm, giờ đây hắn đã tọa quá. Chỉ là trước khi chết, hắn đã dùng hết sức mạnh đỉnh Nguyên Anh cả đời vào bình rượu. Chúng con không phải là đối thủ của hắn. Trong vòng 10 ngày, dù phải dùng bất cứ cách nào, cũng phải lấy được một trong sông kiếm tử thanh về đây, giúp sức cho Lão Phu. Dân, tình hình của Nghiêm Nhân Anh thế nào rồi? Đại sư Quynh, Nghiêm Nhân Anh bị thương vì cứu muội, nên muội nhất định phải chăm sóc hắn. Mấy ngày nay không thể đến thăm đại sư Quynh là vì muội đi xin sư tôn đơn lộ vạn năm. Muội hy vọng sư Quynh có thể mau khỏe lại, đến lúc đó chúng ta sẽ lại siêng năng tu luyện, nhất định có thể hợp bích thành công. Không lâu nữa ta sẽ phải giao lại kiếm tử dĩnh cho tông môn, sao có thể tu luyện cùng muội nữa? Đại sư Quynh, dù không còn kiếm tử dĩnh, nhưng trong lòng muội thì đại sư Quynh vẫn luôn như vậy. Thật sao Dân Nhi? Dân Nhi, muội thật sự không chê đại sư Quynh, muội thật sự muốn mãi mãi ở bên sư Quynh. Chỉ cần có thể ở bên Dân Nhi cả đời, không có kiếm tử dĩnh thì có sao đâu. Đại sư Quynh, Quynh đang nói gì vậy? Muội luôn coi Quynh là Quynh trưởng, kính trọng Quynh, nhưng muội không yêu ta. Có phải muội thích Nghiêm Nhân Anh không? Đại sư Quynh, Nhân Anh chỉ là một bằng hữu đã cứu mạng tất cả mọi người trong tông môn. Muội cảm kích nên muốn báo đáp hắn, chỉ như thế thôi. Bằng hữu? Từ nhỏ đến lớn, có lúc nào ta nghe muội gọi ai là bằng hữu? Khắp Tục Sơn này có ai là bằng hữu của muội? Sư muội, muội đã sớm trao trái tim cho hắn rồi. Trái tim muội không thuộc về bất kỳ ai, nó chỉ là của mình muội thôi. Lẽ nào mình thật sự thích hắn sao? Công pháp Thục Sơn nằm ở việc dưỡng tâm. Tâm chính thì người nghiêm chính. Bước đầu tiên của tâm pháp là phải loại bỏ mọi rối bời của thế giới bên ngoài. Lạ thật, sao tiên pháp Thục Sơn lại giống như những gì sư tôn đã dạy mình thế nhỉ? Không mong, không cầu, nhưng hình như lại hơi khác. Chắc công pháp nhập môn của các môn phái trên đời không quá khác nhau. Bái kiến sư tôn, trưởng lão. Bái kiến trưởng lão. Không cần đâu. Dạo này Ly Nhi thế nào rồi? Đại sư Quynh, Quynh ấy không ổn lắm. Mời vào. Đại sư Quynh, vết thương của Quynh thế nào rồi? Dân Nhi, hôm đó ta, đại sư Quynh không cần nhắc lại đâu. Dân Nhi hiểu mà. Thế sao? Nhưng tại sao Dân Nhi lại đứng xa ta như thế? Xem ra Dân Nhi vẫn chưa tha thứ cho ta. Đại sư Quynh, sư muội, đừng trách sư Quynh. Hôm nay chúng ta hãy hoàn thành song tu. Hai người kết hợp vì chúng sinh thiên hạ,
để song kiếm đạt được mức con người thật sự kết hợp cùng đất trời. Mạc Ly, Kinh Dân, Kinh Dân, Kinh Dân, Nhìn Nhân Anh, chúng ta chưa xong đâu. Thu Hoàng, lùi xuống. Tại sao hôm nay lại cứu ta? Bởi vì ta thích Quân. Mạc Ly, ta muốn ra điều kiện với Quân. Ra điều kiện với ta? Chưa nói đến chuyện ta và cô một bên chính một bên tà. Giờ ta đã là một kẻ vô dụng, lấy gì để nói chuyện điều kiện với cô? Hôm đó Quynh đánh bại Đông Thái, cứu lấy Thục Sơn, có ai quan tâm không? Không hề. Ngược lại là tên Nghiêm Nhân Anh kia, kẻ bị xem thường dâng lên thành anh hùng, ngay cả tên đi theo hắn cũng trở thành đệ tử chân truyền của lão tổ Thiên Kiếu. Mà Quynh thì còn phải gọi hắn một tiếng sư tổ. Nghĩ thử xem chúng là thứ gì mà giờ dám trèo lên đầu Quynh ngồi. Sư muội mà Quynh yêu quý, người có mắt đều nhìn ra cô ta đã yêu Nghiêm Nhân Anh rồi. Giờ đây sư tôn đuổi giết Quynh, sư đệ trực chờ vị trí trưởng giáo, sư muội lại thân mật với người khác. Quynh nói xem, là ma giáo quỷ hoại Quynh, hay Thục Sơn mà Quynh bảo vậy đẩy Quynh vào địa ngục? Đừng nói nữa. Rốt cuộc thì cô muốn thế nào? Đưa kiếm Tử Dĩnh cho ta. Mạc Ly, chỉ cần hôm nay Quynh đưa kiếm Tử Dĩnh ra đây, thì ngày khác ta nhất định sẽ giúp Quynh ngồi lên ngôi vị trưởng giáo. Nguyễn Nguyễn, Nghiêm Nhân Anh, sư tỷ tỉnh lại rồi. Kinh Dân, cô không sao chứ? Sư tỷ, tỷ biết không, Nghiêm Nhân Anh mấy hôm nay sớm chiều đều ở bên cạnh tỷ, vất vả lắm đó. Đúng thế, ta với đại ca cùng lớn lên chưa thấy Quynh ấy căng thẳng như vậy bao giờ. Cẩu Đẳng, chúng ta đi rót nước cho sư tỷ thôi. Nào, đi thôi. Nóng quá. Bọn họ biết nói đùa ghê. Mạc Ly, đây là cửu chuyển luyện ngục trận sư tôn chuẩn bị cho Quynh, kết hợp với viên cửu chuyển quy nguyên đan này là có thể đẩy hết tu vi ra,
nạp ma khí vào để tu luyện bí thuật của tông môn ta. Làm đi. Quyển Quyển, Quyển Quyển, Quyển Quyển, đâu mất rồi? Quyển Quyển, Quyển Quyển, đừng sợ, là ta đây, Nhiêm Nhân Anh. Sao ngươi lại ở đây? Quyển Quyển đâu? Hôm nay là ngày sinh của cô mà. Thế thì sao? Thì xem mặt ngươi kìa. Ta bị đom đóm chiếu đỏ mặt luôn. Chuyện này Khinh Dân, ta thích Khinh Dân. Dân Nhi, Dân Nhi, không hay rồi. Đại ca, mượn sức càng khôn, viên đảo càng khôn, luân hồi, thần hồn quyết, là dùng cấm địa của Thục Sơn. Lập tức phái người về tông môn, ta đi cứu cô ấy trước. Được, đi thôi, đi thôi. Hôm nay lão phu nhất định sẽ thăng lên quá thần. Chúc mừng trưởng lão, chúc mừng sư tôn. Đừng có mơ. Khinh Dân, Khinh Dân, cô không sao chứ? Khinh Dân, Nghiêm Nhân Anh, đừng làm hỏng chuyện. Sao ông ta lại biết tên mình? Ta chính là Bạch Mi, Bạch Mi chính là ta. Đây là vì tiền quyết phiêu miểu. Sư tôn, Bạch Mi chính đạo đã quá thần phi thăng, giờ đến lượt lão phu rồi. Đông Thái, đây chính là thứ gọi là trăm sông đổ về một biển, tiên và ma không phân biệt được nữa. Sư tôn, ngài đã đột phá cảnh giới Nguyên Anh sao? Còn thiếu một bước nữa, đợi khi tiền quyết phiêu miểu dung hợp lại thì ta có thể lên cấp quá thần, phi thăng lên thượng giới. A Tứ, Thu Hoàng, hai con hãy nhanh chóng về Luyện Hồn Tông, làm theo kế hoạch ban đầu. Dân, sư tôn, rốt cuộc thì
người với tên ma đầu luyện hồn tông có quan hệ gì? Anh Nhi, ngươi vẫn chưa hiểu sao? Bọn họ đều là ta. Thọ nguyên của sư phụ sắp tận, nếu không đột phá cảnh giới thì sẽ rơi vào cảnh giới giống Thiên Kiếu và hai tên ở Thục Sơn. Ma trận vào hôm ở đại hội tu chân cực kỳ nguy hiểm. Chẳng lẽ là sư tôn không nghĩ tới việc Đồ Nhi sẽ mất mạng? Lẽ nào chỉ nâng cao cảnh giới mà người mặc kệ mạng sống chúng sinh? Anh Nhi, ngươi ngây thơ quá đấy. Trợ giúp sư phụ thăng lên quá thần là vinh dự cao quý biết bao. Nhưng sư phụ không ngờ ngươi cũng là quá thần của Bạch Mi. Trước đây, nếu không nhờ sư tôn thì anh Nhi đã chết ở đầu đường xó chợ, nên sư phụ cũng có lòng thương đối với anh Nhi cơ mà. Tại sao hôm nay lại có mạng người như cỏ rác thế này? Lòng thương đó là vì ngươi chưa từng có luân hồi thần hồn quyết thật sự. Công pháp này nếu không có cái mấu chốt thì dù ngươi tu luyện nhiều cỡ nào cũng chỉ là vật chứa để sư phụ lấy thọ nguyên mà thôi. Tại sao lại như thế này? Ngươi không phải là sư tôn của ta. Kinh Dân, ông ta không phải sư tôn của ta, đúng không? Ông ta không phải sư tôn của ta, đúng không? Tên yêu ma kia, ngươi dám sỉ nhục sư tôn của ta, ta phải giết ngươi. Không ngờ anh Nhi và Châu Kinh Dân lại là đạo lữ ba đời. Chẳng trách Chiếm Tử Dĩnh lại tự nhận chủ. Sư tỷ, đại ca. Sư tỷ, đại ca, huynh đang ở đâu? Đại ca. Sư tỷ. Nguyên thần quyết ma, hơi thở của Đông Thái. Quá ra hắn bắt cóc Chân Nhi để phá giải phong ấn. Vậy lẽ nào Ly Nhi cũng ở trong tay chúng? Đông Thái đã nuốt nguyên thần quyết ma, cảnh giới chắc chắn sẽ tăng mạnh. Thục Sơn gặp nguy rồi. Không hay rồi, đây chắc chắn là âm mưu của Đồng Thái. Sư tôn, ngài ở đâu? Ngài đang ở đâu vậy sư tôn? Ngài đang ở đâu vậy sư tôn? Là đại ca. Đại ca ta đang ở dưới vực. Chờ đã, sư đệ đừng nóng vội. Cấm địa Thục Sơn thực ra là một không gian độc lập do kết giới tạo ra, không kết nối với thế giới bên ngoài. Dù nơi này là vực sâu, nhưng sau khi rơi xuống chắc chắn vẫn còn chỗ liên kết với linh giới. Dân Nhi là đệ tử thân truyền của ta, cho nên dù là thế nào, chỉ cần hai người đó còn ở linh giới thì vẫn có thể cảm nhận được tung tích dựa vào ấn ký của Thục Sơn. Chúng ta đi thôi. Quyển Quyển. Cha. Quyển Quyển, đây là ngọc giản bản mệnh của ta. Đông Thái đã là quá thần, chắc chắn mấy ngày tới sẽ tấn công Thục Sơn. Nếu trong thời gian này ngọc giản của ta dở nát thì các con nhớ là nhất định phải tìm sông Kiếm Tử Thanh về để giúp Thục Sơn thoát kiếp nạn. Cha, ta giao Quyển Quyển cho người đấy. Dân, ngài yên tâm. Sư tôn, người ra đây. Chúng ta cùng hợp tác để đối phó với tên ma đầu kia đi. Sư tôn, sư tôn, sư tôn, sư tôn, sư tôn, sư tôn. Đừng tìm nữa. Sư tôn của Quỳnh không còn ở đây nữa đâu. Đúng thế, ông ấy không còn ở đây nữa. Là Đông Thái. Đông Thái đã giết ông ấy đúng không? Quỳnh nghe rõ đây. Đông Thái không giết sư tôn của Quỳnh. Đông Thái chính là Lục Bào. Lục Bào chính là Đông Thái. Quỳnh đã hiểu chưa? Ha ha ha.
Khóc đi. Sư tôn. Ly Nhi, con đã đi đâu thế? Tự ý đem thần khí kiếm tử dĩnh của Thục Sơn xuống núi là tội nặng đấy, con biết sai chưa? Sư tôn, trong mắt ngài chỉ có kiếm tử dĩnh thôi sao? Ly Nhi, là đệ tử đứng đầu của người, từ nhỏ đến lớn con luôn ở bên cạnh người, lẽ nào không có kiếm tử dĩnh thì con chẳng là gì nữa sao? Sư tôn, có phải người đã quên Ly Nhi cũng là người không? Sao con có thể hiểu được nỗi khổ của sư phụ? Sao con lại không hiểu? Tâm nguyện trước giờ của người là phá giải kiếp nạn nghìn năm của Thục Sơn. Ly Nhi chẳng qua chỉ là công cụ giải nạn của người, hư rồi là bị dứt đi ngay, không phải thế. Sư phụ coi trọng con, từ nhỏ đã nuôi dưỡng con thành trưởng giáo đời kế tiếp, thậm chí mặc kệ sự lựa chọn của trời mà giao kiếm tử dĩnh cho con. Ta quá ra người đã sớm biết con không phải là người được chọn, nhưng lại lừa con làm người kế thừa, hại con uổng công khổ cực bao nhiêu năm nay, cuối cùng đổ hết tội lỗi lên đầu con. Sư tôn, người cũng độc ác quá đấy, đại nghịch vô đạo. Mạc Ly, còn dám tu luyện ma công sao? Sư phụ, dù có phải tổn hao tu vi cả đời cũng phải phế con. Được, vậy thì đừng trách ta giết cha giết thầy. Mạc Ly, đừng để sư tôn người mê hoặc ngươi. Hôm nay ta sẽ cho ngươi ngồi lên vị trí trưởng giáo đứng đầu thiên hạ. Sư tôn, sư tôn, sư tôn. Ly Nhi, Ly Nhi đây. Sư phụ, sư tôn, sư tôn. Cho dù ta chết cũng phải giúp con loại bỏ ma khí. Tiên quyết càng nguyên. Sư tôn, sư tôn, sư tôn, sư tôn. Kinh dân, hôm nay là ngày giỗ của sư tôn ta. Từ nay về sau, linh giới sẽ không còn lão tổ Lục Bào. Mọi thứ bắt đầu lại từ đầu. Nghiêm nhân anh, ta không sao, đừng lo lắng. Nhưng sớm muộn gì ta cũng phải làm rõ mọi chuyện với tên Đông Thái kia. Còn nàng thì đợi chúng ta giải được kiếp nạn nghìn năm này, ta sẽ đưa nàng về núi rừng ẩn chật. Được rồi, từ nay nàng sẽ là sư tôn của ta. Dạy ta kiếm quyết tử thanh đi, ta không dạy mấy người ngốc nghếch đâu. Thử xem đi.
Nào sư tôn. Là kẻ nào đang tu luyện tiền quyết phiêu miểu, làm phiền ta thanh tu. Xin hỏi tiền bối là? Ta già rồi, không nhớ nổi tên của mình nữa. Ta chỉ biết chủ nhân của ta là người đứng đầu thượng động bát tiền của thượng giới, kiếm tiền thuần dương chân nhân. Thượng giới kiếm tiên. Hai vị đạo hữu, giờ không phải là lúc kinh ngạc đâu. Hai vị mau ăn thất thải thiên hồng, tiện thể đánh thức mấy tên bên trong kia, nâng cao cảnh giới lên nguyên anh kỳ đi. Như thế mới có thể khiến song kiếm tử thành hợp bích, để nhanh chóng tu luyện thành tiền quyết phiêu miểu. Đa tạ tiền bối. Quỳ xuống. Quỳ xuống ư? Quỳ xuống đi. Châu Khinh Vân dưới trướng Bích Giao tiên tử của Đỉnh Tử Hà, phái Thục Sơn bái kiến lão tổ Huyền Chân tử, lão tổ Tề Sấu Minh. Tại hạ Nghiêm Nhân Anh, tham kiến Tề trưởng giáo. Huyền trưởng giáo, sư tổ người không sao chứ? Song kiếm tử thanh. Ngươi tên Châu Khinh Vân, ngươi tên Nghiêm Nhân Anh. Đúng thế. Dư Anh Nam, Lý Anh Quỳnh, Châu Khinh Vân, Tề Linh Vân, ba anh hai dân. Lần này thì Thục Sơn có thể yên ổn vượt qua đại nạn rồi. Sư tổ, ba anh hai dân là gì thế? Dân nhi, đây là bí mật không được lưu truyền của Thục Sơn. Thực ra ngoài việc hợp bích song kiếm tử thanh, còn phải tìm ra ba anh hai dân mới có thể yên ổn vượt qua kiếp nạn. Vậy tại sao các lão tổ lại ở đây? Năm đó vì muốn tìm thất thải thiên hồng để kéo dài thọ nguyên, nên ta mới đưa mọi người đến nơi này. Ai ngờ hung thủ Hồng Quang bảo vệ linh quả đã phong ấn chúng ta tại đây. Nếu không phải vì thế thì bần đạo đã sớm tọa quá rồi. Nhưng sống thêm hơn 300 năm như một người chết thế này thì có ý nghĩa gì? Hơn 300 năm của sư tổ. Nhưng đối với giảng bối thì đây là cơ hội để giảng bối cứu năm vị tiền bối. Thất thái tiên hồng. Ngươi, sao ngươi có thể làm bậy như vậy? Nếu hai người ăn linh quả này thì có thể thăng ngay lên cảnh giới quá thần kỳ, giúp Thục Sơn vượt qua kiếp nạn đấy. Nếu giảng bối còn chẳng thể cứu ngài và các vị tiền bối đây, thì sao dám nói đến việc cứu Thục Sơn? Dân nhi, nàng yên tâm, ta sẽ tăng cường tu luyện để sớm cùng nàng song kiếm hợp bích, cùng nhau cứu Thục Sơn. Ta tin Quynh. Nếu đã thế thì hai con mau quay về tông môn đi. Xin tuân lệnh sư tổ. Từ nhỏ đến lớn, ngươi luôn thích ngồi trên mái nhà. Tông chủ, luyện hóa chúng sinh là tội lớn trái ý trời. Trước đây chưa có ai dám chạm vào điều cấm kỵ này, thế nên cũng chưa biết sẽ gặp phải bao nhiêu quả báo. Trưởng lão đã nhập ma vì tăng lên quá thần, nhưng ta không mong đến cả người cũng. Đừng nói nữa, mối thù của cha mẹ buộc phải trả. Mẹ ơi. À Tứ, đã thấy chưa, Thục Sơn đã giết cha mẹ con. Con phải giết hết Thục Sơn, trả thù cho cha mẹ mình. Mạc Ly cũng là người Thục Sơn, tại sao hôm đó ta lại thấy tông chủ lén xin trưởng lão giữ mạng cho hắn? Thu Hoàng, ngươi không hiểu đâu. Tông chủ, Luyện Hồn Tông đã lui,
mọi người có thể yên tâm tỉ võ, tu luyện tu di, cùng nhau bảo vệ Thục Sơn, bảo vệ linh giới. Ngươi không còn là người thừa kế Kiếm Tử Chỉnh, tại sao có thể kế nhiệm Ngô trưởng giáo? Đúng thế, dựa vào đâu chứ? Dựa vào đâu hả? Xuống đi. Người dám tu luyện ma công? Tu luyện ma công thì sao? Mặc đi. Đông Thái, người giết sư tôn của ta, sỉ nhục tông môn của ta, huynh sẽ chết đấy. Đến giờ tỉnh ngộ cũng đã muộn. Ta không cho người được như ý đâu. Dù chết ta cũng phải bảo vệ Thục Sơn. Tiên Quyết Càng Nguyên. Mặc đi. Mặc đi. Mặc đi. Tông chủ, mau đi đi. Khi đồ thiên lưỡng nghi trận hoàn thành thì mọi người sẽ chết hết đấy. Sư tôn, Tứ Nhi không muốn đối địch với người. Tứ Nhi sẽ dâng hiến hết nguyên thần của Thục Sơn cho người. Chỉ có Mạc Ly là không được. Câm miệng cho ta. Tông chủ, đi mau đi. Thu Hoàng xuất thân thấp hèn, đi theo lão tổ từ nhỏ, chỉ biết nghe lệnh mà quên đi khao khát của con người. Nếu không gặp được tông chủ thì e là đến giờ Thu Hoàng vẫn chưa hiểu hỉ nộ ái ố là gì. Càng không biết được có một người trong lòng lại đau khổ đến thế. Thu Hoàng, tu luyện hơn 500 năm, cuối cùng hôm nay lão phu cũng sắp bước vào cảnh giới quá thần. Từ nay về sau, cả linh giới này sẽ chỉ có ta là người chỉ đại nhất, không kẻ nào có thể chống lại. Cảnh Ngọc, hai vị trưởng lão, U Sư Tổ, gặp được mọi người thật tốt. Thục Sơn đang gặp nguy. Lão Tổ Đông Thái đã lập ma trận ở Thục Sơn, nó đang hút hết nguyên thần của mọi người trong trận pháp. Cứ thế này thì đừng nói Thục Sơn, mà cả linh giới cũng sẽ. Chuyện này, không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng như vậy. Sư Tôn đã bị Đông Thái giết chết. Ngay cả Đại Sư Huynh, Đại Sư Huynh làm sao cơ? Đại Sư Huynh cuối cùng đã tỉnh ngộ, nhưng vẫn chết dưới tay Đông Thái. Sư muội, Sông Kiếm Tử Thanh là hy vọng cuối cùng của Thục Sơn. Mau đi đi. Khinh Dân, Đông Thái, người giết cả đồ đệ của mình sao? Ta còn tưởng là ai chứ. Anh Nhi à, không ngờ giờ đây ngươi đã trở thành người kế thừa Kiếm Tử Dĩnh, thật khiến sư tôn tự hào. Im đi, sư tôn của ta đã quy tiên, hôm nay ta phải giết ngươi. Giết ta? Hay lắm. Dân Nhi, nếu lần hợp bích này còn có vấn đề gì thì nàng hãy mau chóng đi tìm hai vị sư tổ quyền tế. Cứ mặc kệ ta, huynh là người được Kiếm Tử Dĩnh chọn, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Lần trước vì Kiếm Quyết Tử Thanh hành sát thảm hại, hôm nay gặp lại thì thấy cũng chỉ thế thôi. Hôm nay đến lượt lão phu rồi. Ngũ Hành Diêm La Kiếm Quyết. Quyển Quyển, Quyển Quyển, chết hết rồi. Chết rồi. Tiên Quyết Đại Viên, Lưỡng Nghi Di Trần Trận. Không ngờ năm người các ngươi cũng biết dùng Lưỡng Nghi Di Trần Trận. Đến khi linh lực của các người cạn sạch thì lão phu tự nhiên sẽ thoát khỏi dòng dây. Đến lúc đó giết năm người các ngươi cũng không muộn. Lưỡng Nghi Di Trần Trận chỉ có thể tạm thời giữ chân, chứ không thể làm tổn hại đến hắn. Nhưng nếu không làm như thế, Thục Sơn ta sẽ bị lật đổ ngay. Để nào không còn cách nào khác sao?
Không, không, hình như họ vẫn chưa chết. Tiền quyết phiêu miểu đã đạt mức nhân kiếm hợp nhất, bất khả chiến bại. Ta là quá thần kỳ, ta không thể chết được. Bạch Mi, ta không cam tâm. Năm vị tiền bối có kết cục thế này cũng coi như là công đức viên mãn rồi. Mọi người đều nói Tử Thành Hợp Bích có thể cứu Trục Sơn khỏi đại nạn, thế mà vẫn nhiều người chết tới như vậy. Đứng dậy đi. Nào, nào, đứng lên. Tốt quá. Mạc Ly, Mạc Ly, Mạc Ly, Mạc Ly. A Tứ, ta và cô là người cùng cảnh ngộ. Khi nhỏ cha mẹ cô đã bị Đông Thái giết chết, hãy bỏ qua hết ân oán trước đây đi. Nói một cách nghiêm khắc thì cô còn được coi là sư muội của ta đấy. Đúng thế, sư huynh. Chúng ta sẽ xây một căn nhà lớn ở đây. Chỗ này cày cấy, chỗ kia xây một vườn hoa lớn, thế nào? Chàng có làm được không đấy? Sao có thể nói nam nhân không làm được chứ? Chỉ cần nàng thích thì ta làm gì cũng được. Nhưng cái gì? Tiền tháng này tính sao nhỉ? Xấu hổ quá đi. Thiên Lâm, nào, thằng nhóc nghịch ngợm này. Thiên Lâm, cha, sinh thêm cho con một em trai được không? Được à, được à. Sinh thêm một em gái nữa, được luôn à. Rồi lại sinh thêm hai đứa em trai nữa. Hãy đón chờ Thục Sơn Ba Phong Ma Lão Tổ Nghiêm Thiên Lâm. Nếu không phải tại tên Dương Tiễn chết tiệt phá vỡ bí cảnh hồng quang của ta ở quán Giang Khẩu, khiến quy tắc thế gian sụp đổ, thì tộc ta đã chẳng thèm thôn tính cõi này. Nếu các ngươi không biết quý trọng, vậy thì để tộc ta nói cho các ngươi biết thế nào là tiên quyết phiêu miểu thật sự. Quyền Minh Thần Giới mở.